video cuối cùng của Hàn Quốc rồi. Thực tế ở Hàn Quốc thì ăn tươi luôn được. Mẹ chưa chuẩn bị trở thành bà nội. Xin chào, hôm nay mình sẽ nấu cơm. Chàng trai mà nếu mà muốn được yêu thương từ vợ thì phải biết nấu. Nấu cơm đơn giản thôi. Sau này thì sẽ thử những cái món ăn khá là khó. Khó hơn giống như là một phở. Ở nhà cũng có thể nấu phở. Ai sợ thì đi về. Nhiều lắm, món ăn Việt Nam nhiều mà. Bình thường là dùng lắc thì không nấu, chỉ là rau ăn thôi. Một này gạo gì ta st bất ngờ em nói chia tay st 25. Ui giời ơi giời ơi giời ơi, ở Việt Nam là như vậy đúng không? Nấu cơm thực tế ở Hàn Quốc thì ăn tươi luôn được. Được mà, thử đi. Mình biết nấu cơm nhưng mà không nấu cơm thôi. Bởi vì sao? Vì nấu cơm phiền, ăn một mình. Phải rửa chén nữa. Cứ rồi tình. Rồi, nhưng mà thực sự khá là lâu rồi mới nấu cơm nhỉ. Olive oil. Sao đó, xa ra cái tiếng này. Yeah, đẹp quá ta. Xuất sắc luôn nè. Cái tiếng này là tiếng tiếng ngon. À. À, yes. Hi, yeah. Trứng chiên. Cái này là nước mắm đúng không? Thanh sưa. Ngon quá đi. Ôi ơi. Ồ. À. Chưa mà. Món như vậy cũng được. Ngày xưa mẹ nói là mẹ ơi, con đi hẹn hò với bạn gái nha. Thì mẹ nói là con ơi, mẹ chưa chuẩn bị trở thành bà nội. Hãy cẩn thận nhá. Mẹ tin con. Bây giờ, mẹ ơi, con đi hẹn với bạn gái nha. Hôm nay không cần về nhà. Làm con trước đi. Không sao, làm cưới sao cũng được mà. Trời ơi, cứu tôi ơi, cứu cuộc đời tôi ơi. Yes! Wow! Oi, 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 いらっしゃいませ! Dùng lắc xin chào!
gia vị, nước mắm, muối. Này, em ask gì? Bitphone. Không phải quảng cáo. Nếu mà cho quảng cáo thì sẽ sử dụng Bitphone thôi nhé. Con cá mồm mẹ. Wow. Hơi khô. Bao câu cùng ngồi. Cái này là quay video thì nó nhiều như vậy. Nếu mà mình thực sự là ăn một mình thôi thì chỉ ăn cái này thôi, cái trứng thôi. Wow. Nếu mà các bạn có thể cảm nhận được cái hương vị này thì các bạn sẽ mê luôn. Mê. Nước mắm này. I love nước mắm. Ăn lười thì cái này thôi chứ. Cái này đâu có lười được, cái này là ăn xiên. Thực sự rất xiên. Ngày hôm nay Triều Tiên lại hơi ồn ào đúng không? Căng thẳng leo thang giữa Hàn Quốc và Triều Tiên sau cáo buộc của Triều Tiên rằng Hàn Quốc đã xâm phạm không phận Bình Nhưỡng bằng thiết bị bay không người lái. Không phải một hai ngày, 60 năm như vậy rồi. Nhưng mà tụi nó cũng là lâu lâu phiền nhé. Nếu mà Hàn Quốc và Bắc Hàn chiến tranh nhau thì tụi nó cũng phải về. Lúc đó là chắc là video cuối cùng của Hàn Quốc Pro. Sau khi chiến tranh xong, tụi nó vẫn là sống sót được thì sẽ làm tiếp. Hạnh phúc là mình thường có một cái can thì ăn cùng nhau với gia đình hay là bạn bè. Thì bình thường là ăn như vậy. Cũng có thể là không sạch sẽ lắm, nhưng mà cái này là văn hóa mà. Văn hóa giống như chúng ta là gia đình thì chia sẻ cái nước miếng. Nước miếng cũng không nhơ. Đó, các bạn cũng hôn nhau với người yêu mà. Nhưng mà giờ thì làm sao mà hôn nhau được. Ngoài là nếu mà sai nấu mà ngon như vậy. Sorry. Hôm nay mình đã nấu cơm lười. Các bạn thấy thế nào? Quá là bình thường. Quá là lười đúng không? Bị cơm lười mà. Mà cái concept này là giống như nói chuyện LinkedIn và nấu cơm và ăn. Thật ra là nấu cơm thì vui, nhưng mà vui hơn là ăn cùng nhau mà. Cái này là mình đã suy nghĩ là ăn với các bạn sẽ vui hơn. Nếu mà các bạn muốn thấy dùng rắc nấu món gì đó thì hãy viết comment nhé. Cảm ơn các bạn, mình là Dũng Lắc đấy. Nhưng mà không biết là video này sẽ các bạn thích nhỉ. Bởi vì dạo này các bạn biết không, dạo này là 60% là con trai xem,
Con trai thích, con trai nấu à?